đến với khu vực bên cánh trái. Đẹp. Cây tôi vừa quay xong cái dãy bên này là dãy mini và có những cái cây tầm trung và mini đẹp nhất ở đây. Để sang bên này. Thưa quý vị, có vẻ như mặt chính ở bên phía bên kia. Để đi một lượt, tôi đi một lượt tôi sẽ quay lại bên kia. Mặt chính ở bên kia. Đang về mặt chính luôn. À, cây này thì lại mặt chính ở bên này. Không rõ lắm. Có những cây lại quay sang bên này, tôi không rõ ý đồ là như nào. Cây sơn trà. Các bác nhé, 100% nếu mà có lá như này các bác nhìn tưởng là cây lộc vừng.
Việt Nam quê hương tôi, sáng tác nhạc sĩ Vũ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Thiên Hoàng cùng tốt ca nam nữ và nhóm múa và nghệ thuật thăng long thể hiện. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Đàn rất nhiều hoa. Cái này là dáng long hay cái gì? Tùy mỗi người thích gọi nha. Cứ xem cây là hỏi là đây là dáng gì, nó rất là nhiều khi ấy, những cây dáng cổ rõ ràng thì không nói, nhưng nhiều khi người ta quá quan trọng cái hình thức, cái tên gọi ấy. Có những người văn hoa nhò nhè thì người ta đặt tên nghe giống như là kim trưởng. Người ta thích nhẹ nhàng, người ta gọi một từ rất là đơn giản, đặt tên dưới cây như đấy thì vì mỗi người thôi. Rất trượng phu. Đây hai bên cổng, một bên là
nối với một cây trùng là hán, nối với một cây trùng là hán rất dài. Đấy, cây này là một bên, cây bên kia là tôi quay bên này. Chết, quay cây chi này, quay cây chi kinh điển này cả. Rất đẹp. Taxi hồng hồng cánh sen, hồng sen ấy. Mà bây giờ nó chưa hồng lắm. Đây, hồng sen đúng không? Hồng sen có quả, không phải có đôi giá quả ở đây. Đây. Ok, để xa cái dãy cuối cùng này. Xong rồi đi ra cái khu vực mà cây to các bác nhé.